Chào Nhi nhá. Chào con chào cha. Lâu lắm rồi cha giải phí thì quay trở lại thăm Nhi đây này nha. Vâng. Nhớ cha không? Dạ có. Tại sao? Tại vì em vui vừa qua thì chỉ qua những lần cha đến thăm con thôi. Bởi vì là con không có đi ra ngoài được nên là con rất là trông chờ những giây phút cha đến thăm con. Chê xuống mà vậy à? Vâng. Thì niềm vui của con đó là mỗi khi cha đến thăm con là con vui rồi nha. Vâng. Ừ, nhưng mà hôm nay thì cha thấy con hình như là nặng hơn hay sao ấy nha. Ừ. Chứ từ lần trước kia cho đến bây giờ thì con có cái gì muốn nói với cha thì con nói đi. Chuyện cuộc sống thì như cha với mọi người cũng thấy là con lúc nào cũng ở trong nhà, không có đi ra ngoài, cho nên là không có chuyện gì nhiều. Chỉ ở trong nhà thôi, cho nên là con hành hầu như cũng không có gì mới. Mà con cũng hờ gần như là con chỉ quanh quẩn với căn bệnh của con thôi. Những lúc đau nặng thì con có Chúa bên cạnh. Còn những lúc mà vui khi thì con cũng có Chúa bên cạnh, chia sẻ niềm vui với con. Đối với con, Chúa giống như là người bạn thân. Chúa như người bạn thân luôn hiện diện với con khi vui cũng như lúc buồn, khi mình hạnh phúc cũng như lúc là mình khổ đau, luôn luôn là Chúa bên cạnh mình đúng không? Đấy thì hôm nay con trên mặt của con thì ta thấy nó nặng hơn so với mọi khi này. Còn đây là nó trên đà đang khó, đang mọc ra, nó đang khỏi rồi cha. Chứ mấy hôm trước là nó cả ở đây. Vậy à? Vâng. Thì hôm nay là đỡ lắm rồi đấy nha. Dạ vâng. Ừ, nên là khi ra non rồi nha. Dạ vâng. Thì con có đau không? Dạ, con nói đau thì có đau chứ cha. Nhưng mà bệnh này con phải chịu từ nhỏ rồi cho nên là con cũng quen. Cũng quen rồi. Dạ. Cho nên là đau từ nhỏ rồi, bây giờ có đau thêm tí nữa là chả sao, đúng không? Dạ. Như tay chân cũng vậy à? Dạ vâng. Cái khe bên này của con hôm nay nó bị đau á, cho nên con phải cho thuốc vào đây để buộc lại, không mà nó dính vào. Tay không tay nó không có móng. Ngón thì vẫn có. Tức là cái một lớp da dày nó bọc với cái ngón ở trong. Không biết thì nó là cái bệnh của nó là như vậy. Rồi bây giờ cái ngón đây là sở dĩ mà ra nó là cắt ra rồi, rạch ra rồi, nhưng mà nếu mà không kẹp cái giấy hay là buộc cái dây kẹp lấy thì nó lại bắt đầu nó lại dính lại. Hồi xưa mấy cái ngón là không biết hả cha, cho nên hình như con nghe mẹ kể là tầm khoảng 3 tuổi là con bắt đầu co ngón lại. Thì cái chân cũng vậy, bàn chân cũng vậy, da bọc hết. Còn cái bàn chân của con nó làm sao rồi? vẫn còn ngón ở bên trong, nhưng mà một lớp da dày nó bọc lấy cái bàn chân đó. Bác sĩ có biết là bệnh gì không cha? Thì con nói qua về bệnh của con cho chú nghe. Bệnh của con là bệnh vi thượng bì bỏng nước bẩm sinh. Bệnh này thì nó làm sao? Bệnh này thì con nghe mẹ kể là mới sinh ra là con đã có 1-2 cái vết đỏ đỏ giống như một cái vết bớt. Thì bà ngoại con cũng là bớt bình thường thôi, thì cũng không có để ý lắm. Cho đến lúc mà mở cái chăn mà quấn con ra, rồi bà lấy bông bà chùi khẽ khẽ miệng con thì bắt đầu nó lan ra. Thì lúc đó mới biết là con bị bệnh. Con có bệnh gì con nói lại cho chú nghe. Ly thượng bì bỏng nước bẩm sinh. Vậy cái này mình bị ở trong máu rồi. Dạ vâng, bị từ trong bụng mẹ, nhưng mà bác sĩ không có phát hiện từ trong bụng mẹ được. Ra ngoài khoảng vài tiếng thì bắt đầu là phát bệnh. Rồi xong rồi bác sĩ có cho uống thuốc cho nó đỡ ngứa hay là sao? Bệnh này thì mẹ cho con cũng đi đây hết đây hết đứa để chữa bệnh, nhưng mà không có cái nào khỏi được hết. Tức là cũng đã chạy thầy chạy thuốc đi nhiều nơi rồi. Đi Hà Nội, đi Sài Gòn đúng không? Đi Hà Nội, đi đấy, đi khắp mọi nơi. Đi Vũng Tàu, đi Sài Gòn. Bệnh viện Nhi rồi các thứ. Rồi tắm nước lá, rồi thuốc tây, thuốc
bị bị trong máu cha không? Ừ, trong máu đó. Con năm nay con mấy tuổi rồi? 19 tuổi rồi hả? Ừ. Mà con bị cái này là cũng lâu lắm, mà có nghĩa rằng nó là từ 19 năm qua đó. Cái bọc ni lông này chứ nó không dính cái áo. Chứ nếu mà không bọc cái ni lông này máu nó ra thì mặc áo vô đến lúc cởi áo ra là nó bị chóc ra, nó bị nứt máu ra, đúng không? Đó. Ừ. Mẹ phải thay đi bọc ni lông mỗi ngày cho con. Đó. Không, nhưng mà anh chỉ là ăn nhẹ, ăn lỏng thôi, đúng không? À, đây này, ở Thanh Hóa lại có ba, chắc là có nhiều, nhưng mà bên khai sát Thanh Hóa ở Trà Thường thì biết là có ba em bị bệnh giống như Ngọc Nhi. Ba người. Ừ. Thì em Việt Hoàng ở dưới chỗ Sầm Sơn á, thì cùng tuổi với Nhi thì cũng bị bệnh y chang như Nhi, nhưng mà ở bên ngoài thì ít hơn. Nó chỉ ở sau gáy đây, với lại bàn tay cũng bị bọc như vậy, bàn chân cũng bị bọc như vậy, thì trong người cũng bị giống Nhi, nhưng mà trên mặt thì lại ít hơn, tức là cái mặt nó ít bị hơn, không bị loét giống Nhi này, nhưng mà cái cuống họng của em Việt Hoàng á thì nó cũng bị chóc, bị lở loét y chang như bên ngoài, cho nên là Việt Hoàng không nói được, với lại ăn á thì phải cháo nước á, bơm tí một thôi chứ không có nuốt được cơm. Nhưng mà Nhi thì bên ngoài thì nặng hơn, nhưng mà cuống họng của Nhi thì lại không có bị cái gì, cho nên là Nhi nói như con vẹt được nha. À đó, còn Việt Hoàng thì bên ngoài có vẻ là nhẹ hơn, nhưng mà bên trong thì lại nặng hơn. Thì Việt Hoàng thì chỉ uống nước cháo thôi chứ không ăn được, giống như con muốn ăn cái gì thì ăn đâu. Đó, cho nên là con cũng đang còn may hơn Việt Hoàng nhá. Ừ. Em có ước nguyện gì không? Ước nguyện trước thì ước nguyện của em là chị muốn để đi làm bà sơ. Ước thực hiện được ước mơ riêng của mình. Nhưng mà một thời gian được quay về với Chúa thì em lại ước được khỏi bệnh để được làm bà sơ. Ừ. Rồi thì đi tu để làm nữ tu đấy. Ừ. Bây giờ thì em kiểu càng ngày càng đau nặng á. Ừ. Thì bà sơ thì không còn cơ hội. Cần khỏi bệnh, có công ăn việc làm để chăm sóc mẹ về. Mẹ có tốt với em. Giờ con có thương mẹ không? Mẹ có. Mẹ con có vất vả vì con không? Mẹ có chứ. Lúc bà ngoại con còn sống á, bà ngoại bảo là mẹ con khổ từ nhỏ. Ừ. Mà lại đông con cho nên là cũng đói khổ. Ừ. Rồi đến lúc lớn á, mẹ con đi lấy chồng sinh con thì như cha thấy thì mẹ con có đứa con như thế này. Ừ. Mà không phải là có mình con đâu, chứ con là có anh chị cũng con mất. Ồ vậy hả? Rồi sao? Rồi sao nữa? Mẹ sao nữa? Con cảm thấy mẹ con là một người tuyệt vời. Mẹ con đối với con là một người phụ nữ đẹp. Những người khác thì đẹp thì họ đẹp ở bên ngoài về nhan sắc. Nhưng mà đối với mẹ con thì mẹ con rất là đẹp. Bàn tay mẹ con chai sạn hết, nhăn nheo hết, bởi vì mẹ đã làm việc ngày đêm để nuôi con. Như cha thấy thì nuôi một đứa bé bình thường á, khi mà ốm vặt thì đã rất là mệt rồi. Mà huống chi con là kiểu
bé bồng cũng phải rất là nâng niu, thức đêm thức hôm, mà trong khi là con bị bệnh như thế này thì miệng con lúc nhỏ rất là đau, lên nốt ở trong không có bợ mẹ được, nên là mẹ con cũng rất là vất vả trong việc chăm bẵm con lúc bé, bởi vì con không ăn được, bởi vì lúc đó miệng con đang, cái da của con nó đang non không thể ăn được. Mà em có đi học chắc là đi học sao em bắt kiến không như một người đi học là em giỏi em không có đi học. Em chỉ được mẹ thuê cô giáo về để dạy cho em biết mặt chữ thôi. Em không biết đọc. Biết đâu, biết viết. Viết nhưng mà viết ấy thôi, cái tay vậy có cầm bút được đâu. Tức là hai Việt Hoàng á thì nó tập hai cái nắm tay lại gặp cái bút ở giữa thì viết như vậy đó. Con thì có thể dùng cả hai tay viết được. Vậy à, Nhi giỏi nha. Hôm nay á thì ngoài cha ra thì gương mặt thân quen đúng không? Cha thường là gương mặt thân quen của Nhi rồi, nhưng mà hôm nay thì lại có hai gương mặt cũng rất là dễ thương nữa đến thăm Nhi nhá. Ở đây này, đây là cô Kim này nhá, cô Kim Ly nhá, cô Kim đó. Ở về đây là chú Thúc này, chú Thúc là tên tiếng Mỹ là Ryan đấy nhá, Ryan. Thì đây là hai chú cô, đây là từ cũng là một fan hâm mộ của Nhi, tức là lâu nay cũng đã nghe Nhi ở trên Facebook của Cha Thường rồi, nhưng mà hôm nay thì nửa vòng trái đất đây nha, không phải ít đâu nha. Thì chú Thúc cô Kim đây là từ bên Mỹ về thăm cha, nhưng mà thời gian cũng rất là ngắn, cô mới ra hôm qua thôi, nhưng mà tí nữa là phải ra phi trường để mà đi trở lại Sài Gòn, rất là ngắn thời gian, nhưng mà bằng mọi giá là bảo Cha Thường là phải cho đến gặp Nhi đã. Cho nên là Nhi rất là đặc biệt. Vậy thì hôm nay thì con gửi lời con chào hai vị khách đặc biệt đấy, cô Kim với lại chú Thúc nè. Trong đức có Cha Thường. Dạ bà. Còn thiếu cái cầu thôi nha. Đứng trong danh sách clip rồi. Con phải luôn luôn phải có cái cầu đó vô thôi nha. Thì nói chung là anh chị cũng nha. Anh chị thôi. Tức là cũng ta còn trẻ, mới hơn là Nhi có mấy tuổi thôi. Mới có 10 tuổi gì đó thôi. Cũng nghe Cha Thường cũng quay video cũng lâu rồi, cũng có hàng năm cha ha. Thì thấy anh rất là con dễ thương và nói chuyện rất là vui đấy. Thì nếu như em được bình thường là em có thể là đi làm MC, giống MC được đấy, giống Cao Kỳ Duyên nha. Hay là làm sơ giả được đấy. Làm sơ thì giống sơ Hồng Quế nha. Dễ đấy, em rất giỏi thì hôm sau thì sẽ có một người nào đó thôi. Thì trong tương lai khi mà cái video cho thử phát ra thì sẽ có một nhân dân nào đó tìm cách chữa trị cho em. Đó thì anh thì luôn luôn là ao ước cái điều đó, tại vì em sống một tạ cũng 19 năm rồi, đau đớn đủ kiểu rồi. Thì mong em thôi, kể em đấy, chờ đi Chúa soi xem dẫn lối một người nào đó sẽ giúp đỡ em. Anh nghĩ là căn bệnh của em thì nó khó chữa, nhưng mà anh nghĩ là phải có một cái gì đó để mà chữa được thôi, tại vì thế giới mà những cái bác sĩ lúc đó là nhiều người, người ta chỉ ham muốn được giúp đỡ em, tại vì cái căn bệnh của em có thể là mới hoặc là chưa, người ta chưa có thể là phá ra gì đó. Thì về cái đó thì anh sẽ cố gắng bỏ cái thời gian ra để mà tìm hiểu thứ con. Bây giờ là sao anh nghĩ căn bệnh của em xuống, rồi sao anh thấy từ người dân vẽ thì ở bên đó là nhiều, rất là nhiều cái vấn đề mà nhà tài trợ người ta hay bỏ một số tiền gọi là cái quỹ là để người ta đi tới những cái nước xa xôi, người ta giúp đỡ cho những người có thể bị nghèo nha. Thì em cố gắng để em cố gắng chữa được 19 năm nữa để anh ở bên đó thì có thể đầu tư lại những cái nhà hảo tâm, những cái người như Cha Thường ở bên đó như vậy nè, để giúp đỡ em thì con như thế nào thôi, chứ con không có hứa cái điều gì khác. Mà anh thấy là cái căn bệnh của em quá đau đớn đi,
người ta hiểm nghèo đi. Đó, nhiều người như em đó, người ta mà sáng giờ người ta thức dậy, người ta cảm thấy mà đời nó bất hạnh thì người ta hãy nhìn của em. Chúa ra cho em như thế nào thì cũng chịu được. Từ lòng Chúa giải thoát cho giúp đỡ cho em đỡ hơn cho em muốn đi ra ngoài, nó đi du lịch, nó đi này đi nọ, cho thấy đi nhà thờ như nghe cha thường dễ thì một ngày nào đó thôi đó, thì em cũng cố gắng. Thì cứ hy vọng nhá. Đi đấy là anh Thúc là anh hay tìm tòi lắm. Anh tìm tòi, anh mày mò coi, anh biết đâu nếu mà Chúa mà muốn thì cái gì nó cũng có thể thực hiện được nhá. Con cứ vượt tin vào Chúa nhá, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho anh Thúc, cho các y bác sĩ, cho tất cả mọi người để có cái phương thức gì, phương cách gì để mà giúp đỡ cho con được khỏi bệnh nhá. Đây cô Kim này hôm nay thì lặn lội nửa vòng trái đất về thì gặp cái người mà mình đã là fan hâm mộ từ lâu đây này. Thì Kim một lần thấy cha thường up clip của Ngọc Nhi lên là coi con cái đầu đó. Nó chỉ rất là hay luôn, dễ thương cực kỳ. Không có bóp giả. Đúng rồi. Không có bóp pháp gì cả. Không có bóp luôn. Không có nghĩa là em có kiểu như là em đã sẵn ra bài giảng cho cha thường. Có như là rất là lôi cuốn luôn. Nghe chợ đã gì đâu. Cha thường đôi lúc mình giảng còn có sẵn bài giảng. Đó. Hằng ngày cha giảng trong thánh lễ đây, cha phải soạn, cha phải đấy, mà cũng thấy vất vả. Mà Nhi mỗi lần nói chuyện Nhi cha có soạn cơ với cái gì cả, cứ nghĩ sao nói vậy mà nói không có lặp đi lặp lại, không có vấp váp, không có cái gì đấy, như một bà cụ non vậy nha. Thì đó, một cái câu chuyện nhỏ này ở trên đó là có một cái trẻ ung thư đó. Thì cái ung thư thì đa số là 99% là không thể khỏi. Nhưng một cái điều kỳ dị nào đó là năm 22 tuổi là có nghĩa là em biết là trụng tóc rồi mọi người. Xong rồi cũng nhà thương, nói chung ở bên đó thuốc men thì nó cũng ok. Thì là người ta mới phát hiện ra một cái trái, nó gọi là cái trái mà bằng cầu tây như mình, mà còn dai á. Thế na đó, người Bắc rồi. Phải, không phải thế na, mà cầu gai đó chứ. Cái trái nó to. Thì ở trong cái mặt cầu gai á, nó có rất là nhiều chất để mà làm cho cái ung thư nó có. Thì là bác sĩ nói rằng là khuyên nên ăn nhiều. Thì trong một cái thời gian tự nhiên là em được bình thường. Nhưng mà một cái, nói chung là một cái đơn giản, nghĩa là một cái vô tình thôi. Đó thì em được cứu sống. Đó thì em nghĩ rằng đó là cũng có một cái ngày nào đó thì em cũng được lại trở lại bình thường thôi. Nhưng không biết cái ngày nào hết. Mình cũng mong muốn như vậy thôi. Kể thì chú đang cho anh chị được về đây thì gặp em. Thì anh chị cũng có một cái xin quà tặng cho em để mà gọi là khuyến khích em. Kể đó thì còn nguyện cho anh chị rồi có thời gian hơn. Anh chị sẽ về Thái Lan nữa. Mình cố gắng lên thì hứa với em là con đó là anh sẽ cố gắng tìm tòi. Cái căn bệnh đó lý do là sao anh ghi suốt. Thì mà phải coi tiếng Anh này nọ nữa rồi xong rồi sẽ giúp em về cái vấn đề mà chị lý. Quà của anh chị Thúc Kim nhá. Còn bây giờ đến lượt cha nhá. Của cha đây thì hôm nay cha cũng có quà cho Ngọc Nhi. Đây, cũng có cả sắp cho Ngọc Nhi đây nữa nha. Tức là đây là số tiền của cô Văn Tẩu nhá. Thúc không biết cô Văn nhỉ? Dạ con. Cô Văn Văn Tẩu á. Không phải, cô Vân này, chồng của cô Vân là ông Tấu, mà bạn với lại ông Khang á, Khang nhà ông Khôi á, tức là con lớn tuổi rồi, hồi trước thì ở Harrisburg nhưng mà bây giờ chuyển sang về bên California, cô Vân Tấu giúp cho con là $50 nhá, rồi $50, rồi với cái cô Sướng ở bên ở trong Trảng Bom á, Trảng Bom Đồng Nai. 1.000.000 đồng cho con nhé. Thì các nhân dân khác nữa thì đó là cái số tiền mà các nhân dân giúp đỡ cho Nhi. Vậy thì hôm nay này có quà của anh Thúc, chị Kim này, có quà của cô Vân, cô Sướng, các nhân dân này thì cảm tưởng như thế nào? Là
con vui vì mọi người quan tâm đến con, mặc dù chưa gặp con bao giờ. Nhưng con qua màn ảnh nhỏ của cha thường quay con lên thôi mà mọi người đã thương yêu con như thế này, thì con không hình dung được là tình thương của mẹ dành cho con bao la như thế nào. Bởi vì mọi người là người dưng, mà trong khi không quen biết thì con chỉ nhìn qua con một màn hình điện thoại nhỏ, mà sẵn sàng cho con một tình thương như thế thì con rất là vui, con cảm thấy ấm áp. Đó thì người dưng nước lã mà còn thương con như vậy thì huống hồ gì là mẹ con, đúng không? Thì đó, cho nên là cái công lao của mẹ con lớn lắm đối với con, cho nên là con phải sống làm sao cho đền đáp được cái công ơn của mẹ con mỗi ngày mà chăm sóc con nhé. 19 năm chăm con nữa, 19 năm mẹ con phải rơi nước mắt nhé, phải hy sinh rất là nhiều. Nhưng mà tại sao từ lúc nãy giờ anh Thúc thì chị Kim có để ý mà Nhi toàn nói mẹ mà chẳng nói bố không? Tại vì con là con gái thì mẹ là người chăm sóc con đa số, còn bố thì cũng là bố hiện tại của con thì là dượng của con, thì vì là dượng với lại là con trai đàn ông á, thì cũng chỉ là phụ giúp cho mẹ thôi chứ còn cũng không có thể chăm sóc con tuyệt đối được. Đúng rồi, vì con là con gái nên là con cũng chỉ nhắc đến mẹ thôi. Lo việc nước, mẹ lo việc nhà. Nhi khéo nói quá nha. Rồi. À, hiện nay thì bao nhiêu lần cha đến quay con á, thăm con thì cũng chỉ có mỗi mình con à. Thì hôm nay con muốn quê mọi người mẹ của con cho mọi người cùng đấy, mẹ con là ai? Xin mời mẹ con ra đây đi. Mời người nổi tiếng ra đây đi. Người chịu khó với không phải chỉ là sau lưng mà thôi, mà cả ở trước, ở bên cạnh của con đó. Đấy, đây là mẹ của Ngọc Nhi đây. Rất là âm thầm, rất là đây, bao nhiêu lần đấy toàn trốn ống kính, nhưng mà hôm nay bởi vì là con yêu cầu cho nên là mẹ bắt buộc là phải xuất hiện trên ống kính ở đây. Thì bây giờ thì con nói gì với mẹ con? Rồi, đó là con. Bây giờ mẹ có đôi lời với tất cả mọi người. Con có chuyện đến với cha là tối lại là cứ hôm hai mẹ con là cứ 12 rưỡi và cái điều cũng là cái thần thì là cứ nói chuyện là có một bóng một đèn mẹ với con này thế nào. Hai mươi năm nào mà cha thường đến đây thì con cho mẹ lên màn hình. Mẹ nhút nhát lắm mẹ, không lắm lên là đừng đưa mẹ lên. Vậy là hôm nay là mãn nguyện rồi nhá. Được lên màn hình của cha thường rồi nhé. Mẹ ăn biết cái gì cho nên mình cho mẹ lên màn hình. Sao mẹ nhóm làm cái lời thì cãi lắm. Thôi mẹ càng mộc mạc thì càng dễ thương. Càng mộc mạc càng dễ thương nữa. Nha. Thì đó có bao nhiêu cái khôn cái khéo còn lấy hết của mẹ rồi. Đúng không? Mạnh khỏe lại để mà nuôi mẹ chưa? Đó, mẹ con mộc mạc như vậy là bởi vì là suốt cả ngày chỉ có đi lo đi chăm con thôi, không có được đi ra ngoài nhiều, không có được đi đây đi đó với người ta, với chị với em, cho nên là như vậy. Nhưng mà cái mộc mạc của mẹ con là một cái điều rất là đáng quý, đúng không? Rồi thôi thì cha cũng chúc cho hai mẹ con luôn được khỏe mạnh nhá, cho mẹ được khỏe mạnh để chăm con, và chúc cho con được khỏi bệnh nhá, nhất là vẫn tin vào Chúa để biết đâu Chúa soi sáng cho anh Thúc đây là có cái cách đó thì tìm hiểu thêm để giúp đỡ cho con nhé. Với cái sự ước mơ ấp ủ của con là dùng một ánh sáng nhẹ lo thì con cũng vẫn sẽ hy vọng có một ai đó sẽ giúp con khỏi được căn bệnh này. Cứ hy vọng, cứ tin tưởng đi nhé. Giấc mơ đi nhé.
Rồi, rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn anh Thúc, chị Kim nhá. Cảm ơn cô Vân Thảo, cảm ơn cô Sướng, rồi cảm ơn tất cả các nhân qua cái thác sinh hóa đã dành tình cảm yêu thương cho bé Ngọc Nhi ở đây. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người. Xin mọi người hãy cầu nguyện để cho bé Nhi được ơn chữa lành. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!